Vâng, xin chào buổi sáng anh chị, chào quý vị và các bạn. Miền Bắc đang trong chuỗi ngày ấm áp khi trời liên tục có nắng. Tại thủ đô Hà Nội, dù đến 2 ngày cuối tuần có thể sẽ ít nắng hơn và trời nhiều mây, nhưng nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao so với thời kỳ mùa đông, 25 đến 26 độ nên cảm giác khá ấm. Không riêng tại thủ đô Hà Nội, ngay trưa chiều nay, các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn và Điện Biên Phủ trời cũng đều có nắng với nhiệt độ cao từ 25 đến 26 độ. Khu vực bắc miền trung cũng chung xu thế ấm lên, sương mù buổi sáng sớm sẽ tan nhanh. Đến trưa chiều, các thành phố Thanh Hóa, Vinh và Đồng Hới có nắng với nhiệt độ giao động trong khoảng 23 đến 24 độ. riêng Huế vẫn còn có lúc có mưa nhỏ và trời lạnh 23 độ. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Nha Trang cũng có mưa rào ngắt quãng, còn tại Phan Thiết thì mưa sẽ lùi dần về chiều tối. Nhiệt độ ở khu vực này giao động trong khoảng 24 cho đến 29 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, lưu ý chiều nay tiếp tục sẽ có mưa trái mùa và có những điểm mưa lượng khá. Còn buổi sáng và trưa thì trời vẫn có nắng vừa phải, không khí dễ chịu với mức nhiệt cao nhất ở thành phố Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Giang Nghĩa là từ 26 đến 29 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố Biên Hòa, Tây Ninh, Châu Đốc, Cần Thơ và Cà Mau, nhiệt độ nhỉnh hơn từ 31 đến 32 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng lưu ý trong ngày hôm nay.